Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, sau một ngày nắng nóng đến tối nay thì người dân ở miền Tây Nam Bộ sẽ được tận hưởng thời tiết dịu mát. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo là nhiệt độ có thể giảm xuống nhanh. Vào lúc 1 giờ giảm xuống còn 25 độ C, trời tạnh ráo và có gió đông nam thổi mát. Nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng có thời tiết dịu mát trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, khi nhiệt độ thấp nhất hầu hết ở các nơi đều dưới 27 độ C, thậm chí là Tà Lài còn 21 độ C, trời se lạnh. Đến trưa và chiều mai, khi mà trời nắng mạnh liên tục, không khí sẽ lại nóng lên thấy rõ. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại Cần Thơ, Vị Thanh, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu và các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 34 độ C. Các nơi như Vĩnh Long, Cao Lãnh, Châu Đốc chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, nắng sẽ gay gắt hơn. Nhiều nơi nhiệt độ lên đến 35-37 độ C. Quý vị nên hạn chế ở lâu ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều để tránh bị say nắng. Ở đảo Phú Quốc ngày mai dự báo là nắng cũng lên từ sớm và kéo dài cho đến 4-5 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 độ C, nhưng nhờ có gió biển thổi đều nên không khí vẫn dễ chịu. Chuyển sang thời tiết biển, đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, mưa chỉ vài nơi, gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, thời tiết tốt, không mưa, ngày mai có nắng, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.